Đường phố muôn màu sao thiếu anh, về đâu làn tóc xòa bi rè, lầu vắng không người không khép kín, nhớ anh tôi gọi tên chỉ nghe tim lá rơi thêm. Rồi, Nhật Tây Audio mến chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh review sản phẩm của chúng tôi. Thưa quý vị, hôm nay thì Nhật Tây đang có mặt tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh để chỉnh lại cái dàn âm thanh cho khách hàng của mình quý vị nha. Anh khách đã mua cái dòng sản phẩm của Nhật Tây. Dòng sản phẩm này cũng đã mua hơn cũng gần 1 năm rồi quý vị ha, sắp được 1 năm rồi. Và hôm nay thì Nhật Tây có thời gian sắp xếp đến với khách hàng căn chỉnh lại cái chất lượng âm thanh cho khách của mình ha. Và sản phẩm trước mắt quý vị đây á thì nó có tên là NT1508 quý vị ha. Và combo dòng sản phẩm này thì nó được chia ra rất là nhiều phân khúc giá khác nhau. Loại phân khúc cao cấp á, thì nó từ 23 triệu dao động lên đến 31 triệu quý vị ha. Tùy vào cái túi tiền của quý vị. Hôm nay thì Nhật Tây sẵn tiện lên chỉnh rồi, cũng thấy cái phong cảnh đẹp quá ha. Mô hình vườn ao chuông nhìn rất là đẹp, thì Nhật Tây cũng quay cái video lại để mà ghi lại cái khoảnh khắc, những cái kỷ niệm ở đây cùng với khách hàng của mình quý vị ha. Rồi, bây giờ thì Nhật Tây sẽ tiến hành giới thiệu sơ qua dòng sản phẩm này cho quý vị chúng ta cùng biết. Nó có tên là NT1508 và nó được trang bị cho mình với hai lo bass 40. Bên trên thì có hai lo trép và dàn máy thiết bị của mình thì gồm 4 món. Trước tiên là một cái cục đẩy công suất 2 kênh, một thiết bị vang số, một thiết bị nâng tiếng cao cấp và một cái micro siêu cao cấp của thương hiệu DBA Acoustics. Ở đây thì sản phẩm này Nhật Tây đã dành thời gian căn chỉnh rồi, thì bây giờ Nhật Tây sẽ tiến hành là test nhạc, test lại chất lượng âm thanh cho quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe thử về cái chất lượng của dòng sản phẩm sau 1 năm. Gần 1 năm rồi thì nó sẽ như thế nào quý vị ha. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe nhạc cùng với Nhật Tây ha. Đây, sản phẩm này thì căn chỉnh bằng remote rất là tiện lợi luôn. Đó là bước sâu, là cầm bầy tình yêu. Đừng theo phù phiếm xa hoa, đừng dẻo đến tội là nghe bạc tình. Làm sao ở đời biết trước ai thật ai ngây, để còn biết mà yêu. Lòng người đôi chắc thay đen, vì sao em lại làm kiếp đã giống như con thiếu thân lao vào cho vui thế gian, giống như con ông vàng thích yêu tình ái mật ngọt. Nào ngờ đâu chỉ là phù du thôi, nào ngờ đâu sự thật quá đáng kể. Quay về đi em ơi, em đã sai hay làm lại từ đầu? Anh vẫn thương vẫn yêu em mãi, dù cho em đã chọn sai con. Okay. Đời lắm phong trần tay trắng tay,
trời đông ngài gió lùa vai gầy. Lầu kín trăng về không lối chiếu, cát ca ngàn niềm yêu thôi mơ ước. Mấy sơn thế ngày đi mắt em xanh biển sâu, mắt tôi rừng rừng sầu, lặng nghe tiếng pháo tiếng ai qua cầu. Bạn yêu đấy là lỗi kỹ thuật. Đường phố muôn màu sao thiếu anh, về đâu làn tóc xòa bi rè, lầu vắng